Trong khi đó thì ngày hôm nay bản tin kế tiếp cho biết là Tổng thống Trump đã ra lệnh là sẽ hoãn, tức là ngưng lại cái vấn đề mà viện trợ cho cái tổ chức y tế thế giới, tức là WHO, bởi vì Tổng thống Trump cho rằng là cái cơ quan này đã coi như là che giấu cho bên phía của Trung Hoa nhằm để có thể không có đưa ra những cái thông tin cần thiết nhất khi mà cái dịch bệnh COVID-19 nó bắt đầu khiến cho cái vấn đề mà tình trạng COVID-19 lan tràn khắp thế giới và đặc biệt tại Hoa Kỳ đó nó trở nên rất là kinh khủng như vậy. Thành ra là ông Trump đó ông đang có cái vấn đề trừng phạt đối với lại cái cơ quan y tế thế giới viết tắt là WHO này, anh Phạm Cơ. Thưa quý vị, Tổng thống Trump làm rất là nhiều điều. Thứ nhất là ông cắt cái tiền tài trợ của Mỹ cho cơ quan y tế thế giới WHO. Vì sao? Ông nói rằng là quốc gia này đã thiên vị và đã đứng về phía người Trung Hoa, che giấu cái việc gây bệnh của người Trung Hoa về căn bệnh virus Vũ Hán, che giấu rồi không chịu công bố đại dịch và công bố rất tệ, khiến cho nhiều quốc gia bị lây lan. Vì vậy cho nên ông đã cắt cái tiền tài trợ của Mỹ cho WHO. Thực sự ra cái số tiền tài trợ này tới là gần 500 triệu đô la so với cái số tiền mà của người Trung Hoa đóng góp chỉ có 40 triệu đô la cho WHO mà thôi. Thì dĩ nhiên đóng tiền là tùy theo cái thiện ý của người này người kia. Cả một số quốc gia nghèo họ đâu có đóng tiền cho Liên Hợp Quốc, đâu có đóng tiền cho WHO. Hoa Kỳ là một quốc gia giàu có cho nên cái việc đóng tiền cho WHO họ rất là rộng rãi và họ từ xưa vẫn đóng rất nhiều. Tuy nhiên người Trung Hoa rất là khôn ngoan. Tất cả những cái ý định của họ ở trên các cái nhiều cơ quan của Liên Hợp Quốc họ đều tìm cách gài người của họ vào để mà đứng đầu các cái đoàn thể, các cái tổ chức về nhân văn, về kinh tế của chính phủ của Liên Hiệp Quốc, tức là một cái chính phủ trung gian của tất cả chính đại diện cho tất cả chính phủ khác ở trên toàn thế giới, cho nên họ biết việc đó và họ đưa họ cài người của họ vào. Và người ta nói rằng tổng giám đốc của WHO là một người Ethiopia, là cũng cái người mà người Trung Hoa đã cài vào trong đó. Có thể họ kín đáo đưa cho ông tổng giám đốc này nhiều quyền lợi, cho nên họ đã đòi hỏi ông này thiên vị. Thứ nhất là không được gọi cái virus này là virus Vũ Hán, bệnh dịch này là bệnh dịch Vũ Hán, giống như ngày xưa người ta gọi Spanish flu, tức là bệnh cảm cúm xuất xứ từ nước Tây Ban Nha. Còn bây giờ đây bệnh virus bệnh này viêm phổi Vũ Hán mà không cho gọi, phải gọi rằng COVID-19. Thì đó là cái ý định của người Trung Hoa, người ta tố cáo như vậy và cái chuyện tố cáo đó có nhiều phần đúng. Vì vậy cho nên ông Trump trong rất là nhiều cái buổi hội thảo, buổi tường trình ông đã tố cáo cái chuyện này. Và ngày hôm nay sợ gì ông làm cái chuyện này là vì ông đang bị người ta tố cáo, ông đang bị các cái là governor rồi báo chí tố cáo về những cái hành vi là tự cao tự đại, điên cuồng, coi như mình là chúa tể, nghĩa là muốn mình làm tất cả, muốn người ta thần phục mình. Cho nên bây giờ ông biết lỗi và ông đánh bật cái những cái lời tố cáo đó sang một cái mục tiêu mới, đó là ông tố cáo tổ chức y tế thế giới. Thì đây cũng là một trong những cái lập luận của nhiều người để mà nói về cái quan điểm và cái kiểu hành động của ông Trump làm sao để mà tránh được tai bay vạ gió, những cái tâm tiếng xấu do những hành động sai lầm của ông trong cái thời gian vừa qua. Ông cũng bị báo chí chỉ trích là chỉ vì ông hành động rất tệ cho nên không có ngăn được cái virus từ bên ông ngăn được cái virus từ Hoa Lục về Mỹ, nhưng mà ông không ngăn được cái virus từ bên Ý, bên Tây Ban Nha đi về Mỹ. Chỉ vì ông ban hành cái lệnh cấm phi cơ từ Liên Âu về rất là trễ, đó là những cái lý do khiến cho người ta ta thán, thưa quý vị. Dạ vâng, đúng như vậy. Cái vấn đề này, cái lý luận này nó có cơ sở là bởi vì hiện bây giờ đó, các cái vị nghị sĩ của Hoa Kỳ họ cũng đang hoàn tất những cái thủ tục cần thiết để mà có thể thưa kiện đối với lại bên phía của Trung Hoa. Tại vì Trung Hoa đã giấu nhẹm những cái thông tin đầu tiên, kể cả những nhà báo ở tại bên Vũ Hán mà đưa ra những cái thông tin đầu tiên mà báo cáo về cái số người bị nhiễm, bị bệnh, bị chết đó, thì những người này cũng đã bị trừng phạt. Thành ra là họ sẽ kiện Trung Hoa về vấn đề này. Trong khi đó thì Liên Hợp Quốc dĩ nhiên đứng ra để có thể giảng hòa và nói rằng là no, Hoa Kỳ không nên cắt giảm bất cứ một khoản tài trợ nào cho WHO.
Tại vì nếu như vậy đó thì cái đại nạn này nó đang xảy ra thì gặp đại nạn khác, thành ra là không giải quyết được vấn đề, nên chung tay với nhau là tốt nhất.